Xin trân trọng kính chào hết thảy quý ông bà, anh chị em trong tình yêu của Chúa. Cảm ơn Chúa chúng ta được bình an, được có cơ hội để học biết lời Chúa. Và hôm nay chúng ta cũng sẽ tiếp tục học lời của Chúa qua loạt bài Lịch sử quốc gia Israel. Bài số 45, David tôn vinh Đức Chúa Trời. David tôn vinh Đức Chúa Trời. Kinh Thánh trong Samuel nhì đoạn 22 từ câu 1 cho đến câu số 51. Và rất hoan nghênh để chúng ta tiếp tục cùng nhau học lời của Chúa. Xin kính mời quý ông bà anh chị em hiệp ý với tôi để chúng ta cầu nguyện dâng lên cho Chúa giờ này để Chúa thể trị chúng ta. Kính lạy Chúa chúng con, một lần nữa chúng con cậy ơn trong năng quyền của Chúa mà học biết lời của Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng tấm lòng và tâm trí chúng con để chúng con sẵn sàng đón nhận sự dạy dỗ từ lời của Chúa, và cũng sẵn sàng làm theo để được Chúa ban ơn và hướng dẫn trong đời sống mỗi ngày. Con tạ ơn Chúa. Chúa ban ơn cho hết thảy quý ông bà anh chị em chúng con ngay giờ này để chúng con học biết lời Chúa. Con tạ ơn Ngài. Chúa con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Rồi, cảm ơn quý ông bà anh chị em, chúng ta sẽ tham khảo phần kinh thánh này ha. Xin quý ông bà anh chị em cùng theo dõi. Khi Đức Giê-hô-va đã giải cứu David khỏi tay các thù nghịch và khỏi tay Saul, thì người hát các lời này mà ngợi khen Đức Giê-hô-va rằng: Đức Giê-hô-va là hòn đá và đồn lũy tôi, đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời tôi là hòn đá tôi, nơi tôi sẽ nương náu mình, là thuẫn đỡ tôi, sừng chững cứu tôi, ngọn tháp cao và nơi nương dựa của tôi. Hỡi đấng che chở tôi, ấy Ngài giải cứu tôi khỏi sự hung bạo. Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va là đấng đáng khen ngợi, thì tôi sẽ được giải cứu khỏi các thù nghịch tôi. Các lượng sóng của tử vong đã phủ bao tôi, luột gian ác chảy cuộn làm cho tôi sợ hãi. Những dây của địa ngục đã vấn tôi, lưới sự chết có hãm bắt tôi. Trong cơn hoạn nạn tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va, tôi kêu la cùng Đức Chúa Trời tôi. Ở nơi đền Ngài nghe tiếng tôi, tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai Ngài. Bây giờ đất động và rung, nền các tầng trời cũng lay chuyển. Nó rúng động vì Ngài nổi giận. Khói bay ra từ lỗ mũi Ngài, và từ miệng Ngài phát ra ngọn lửa hực. Ngài khiến than hừng đỏ phun ra, làm nghiêng lệch các tầng trời và ngự xuống. Dưới chân Ngài có vùng đen kịt. Ngài cởi một cherubin và bay. Ngài hiện ra trên cánh của gió. Ngài bủa sự tối tăm, những vùng nước, những mây đen mịt chung quanh mình như một cái trại. Từ sự rực rỡ ở trước mặt Ngài, những than hực chiếu sáng ra. Đức Giê-hô-va sấm sét trên các tầng trời, đấng chí cao làm cho tiếng Ngài vang rưng. Ngài bắn tên, làm cho quân thù tôi tản lạc, phát chớp nhoáng khiến chúng nó lạc đường. Bởi lời hăm he của Đức Giê-hô-va, bởi gió xịt ra khỏi lỗ mũi Ngài, đáy biển bèn lộ ra, nền thế gian bị bày tỏ. Từ trên cao, Ngài giơ tay ra nắm tôi, rút tôi ra khỏi nước sâu. Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch cường bạo, khỏi kẻ ghét tôi, vì chúng nó mạnh hơn tôi. Trong ngày hoạn nạn, chúng nó đến xông vào tôi, nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi. Ngài đem tôi ra nơi rộng rãi, giải cứu tôi vì Ngài ưa thích tôi. Đức Giê-hô-va đã thưởng tôi tùy sự công bình tôi, báo tôi theo sự thanh sạch của tay tôi, vì tôi có giữ theo các đường lối của Đức Giê-hô-va, không làm ác xây bỏ Đức Chúa Trời tôi. Vì các mạng lệnh của Ngài đều ở trước mặt tôi chẳng lìa xa các luật lệ Ngài. Tôi cũng ở trọn vẹn với Ngài và giữ lấy mình khỏi gian ác. Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã báo tôi tùy sự công bình tôi, thưởng tôi theo sự tinh sạch tôi trước mặt Ngài. Kẻ hay thương xót, Chúa sẽ thương xót lại. Đối cùng kẻ trọn vẹn, Chúa sẽ tỏ mình trọn vẹn lại. Đối cùng kẻ tinh sạch, Chúa sẽ tỏ mình tinh sạch lại. Còn đối cùng kẻ trái nghịch, Chúa sẽ tỏ mình nhặt nhiệm lại. Vì Chúa cứu dân bị khốn khổ, nhưng mắt Chúa coi chừng kẻ kiêu căng, đặng làm chúng nó bị hạ xuống. Đức Giê-hô-va ơi, thật, Ngài làm ngọn đèn tôi, và Đức Giê-hô-va sẽ chiếu sáng sự tối tăm tôi. Nhờ Ngài, tôi sẽ xông ngang qua đạo binh. Cậy Đức Chúa Trời tôi vượt khỏi tường thành. Còn Đức Chúa Trời, các đường của Ngài vốn là trọn vẹn. Lời của Đức Giê-hô-va là tin tưởng. Ngài là cái thuẫn cho mọi người nương náu mình nơi Ngài. Vậy, trừ ra Đức Giê-hô-va, ai là Đức Chúa Trời? Ai là hòn đá lớn nếu không phải là Đức Chúa Trời chúng ta? Đức Chúa Trời là đồn lũy vững chắc của tôi. Ngài dắt người trọn vẹn vào đường chính đáng. Ngài làm cho chân tôi lẹ như chân con nai cái, và để tôi đứng trên các nơi cao của tôi. Ngài tập tay tôi chiến trận, đến đổi cánh tay tôi dương nổi cung đồng.
Chúa đã ban sự chứng cứu cho tôi làm cái khiên, và sự hiền từ Chúa đã làm cho tôi nên sang trọng. Chúa mở rộng đường dưới bước tôi, và chân tôi không xiêu tó. Tôi đuổi theo kẻ thù nghịch tôi và hủy diệt nó, chỉ trở về sau khi đã tận diệt chúng nó. Tôi trừ tiệt, đâm lũng chúng nó, không thể dậy lại được. Chúng nó sa ngã dưới chân tôi, vì Chúa đã thắt lưng tôi bằng sức mạnh để chiến trận, và khiến kẻ giấy nghịch cùng tôi xếp rẹp dưới tôi. Chúa cũng khiến kẻ thù nghịch xây lưng cùng tôi, hầu cho tôi diệt những kẻ ghét tôi. Chúng nó trông ngóng, nhưng chẳng ai cứu cho. Chúng nó kêu cùng Đức Giê-hô-va, song Ngài không đáp lại. Bây giờ tôi đập dập chúng nó khác nào bụi dưới đất, chà nát, dày đạp chúng nó giống như bùn ngoài đường. Chúa đã giải cứu tôi khỏi sự tranh giành của dân sự tôi, gìn giữ tôi để làm đầu các nước. Một dân tộc tôi không quen biết sẽ phục sự tôi. Các người ngoại quốc sẽ phục dưới tôi. Vừa nghe nói về tôi, chúng nó đều vâng theo tôi. Các người ngoại quốc sẽ tàn mọt, đi ra khỏi chỗ ẩn mình cách run sợ. Đức Giê-hô-va hằng sống, đáng ngợi khen hòn đá lớn tôi. Nguyện Đức Chúa Trời là hòn đá của sự chứng cứu tôi được tôn cao. Tức là Đức Chúa Trời báo thù cho tôi, khiến các dân tộc quy phục tôi. Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch. Thật, Chúa nâng tôi lên cao hơn kẻ giấy nghịch cùng tôi, và cứu tôi khỏi người hung bạo. Vì vậy Đức Giê-hô-va ơi, tôi sẽ khen ngợi Ngài tại giữa các dân và ca tụng danh của Ngài. Đức Giê-hô-va ban cho vua của Ngài sự giải cứu lớn lao, và làm ơn cho đấng chịu sức dầu của Ngài, tức là cho David và cho dòng dõi người đến đời đời. Amen, cảm ơn Chúa. Đó là phần kinh thánh mà quý ông bà anh chị em mới vừa nghe. Chúng ta thấy một cái bài ca tụng Chúa rất là hay, rất là đầy đủ, đúng không ạ? Và đây là quý ông bà anh chị em thấy David làm cái bài thơ này, cái bài ca này để ngợi khen Chúa, chúc tụng tôn vinh Chúa. Nhưng mà toàn bộ trong cái nội dung này không phải là văn chương thôi đâu, nhưng mà đó là cái kinh nghiệm, cái từng trải của cuộc đời David và những gì ông cô động lại để ông viết lên một cái bài ca để ca ngợi Chúa. Chúng ta biết là bây giờ chúng ta đang đi đến đoạn 22 của Samuel nhì. Như vậy trước đó chúng ta dừng ở đoạn 18 thì là Absalom phản nghịch và bị chết. Rồi tiếp tục David lãnh đạo làm vua cả Israel. Và sau đó nữa thì có một vài cái sự lục đục ở trong nước. Nhưng mà David giải quyết rất là ổn thỏa. Sau đó cũng có một vài cái chiến trận nữa. Thì ông tiếp tục được Chúa ban ơn cho để chiến thắng. Và sau tất cả thì ông làm cái bài thơ này đây để ông ca ngợi Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ điểm qua một chút xíu ha. Thứ nhất, quý ông bà anh chị em thấy trên tổng thể thì David được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Dạ đúng không ạ? David được ban ơn trước mặt Đức Chúa Trời hay là trước mặt Chúa. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy, chúng ta điểm lại ha, điểm lại cuộc đời của ông cho tới bây giờ. Thứ nhất là gì? Ở trong công việc từ nhỏ đó thì quý ông bà anh chị em thấy là gì? Chúa cho ông thắng cả gấu và sư tử. Được ơn trước mặt Chúa mà, vì đây là những thú rất dữ. Trước mặt thú dữ, Chúa cho ông vượt qua. Ở trong chiến trận thì quý ông bà anh chị em thấy là gì? Ông thắng Goliath và sau đó ông thắng rất là nhiều dân khi ông lên làm vua. Chúa cho ông thắng rất là nhiều, ông rất là được ơn trước mặt Chúa. Và tiếp theo gì nữa, ở trong lãnh đạo thì ông là một người vua rất là đẹp lòng dân sự của Ngài. Và Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết là được đẹp lòng Chúa nữa. Đó là David. Rồi tiếp theo, ở trong ngôi nước của mình đó, thì Chúa cho là bền vững cho đến đời đời. Rất là được ơn, đây là Chúa hứa. Được ơn trước mặt Chúa đúng không ạ? Rồi tiếp theo quý mình thấy là trong cái dòng dõi thì chính từ cái dòng dõi David sanh ra đấng cứu thế. Cho nên trên tổng thể quý mình cho em thấy David thực sự là người rất được ơn trước mặt Chúa. Dạ đúng không ạ? Có lẽ là chúng ta cũng ao ước cái đời sống như vậy đúng không? Ao ước cái đời sống để cho mà Chúa ban ơn, Chúa hướng dẫn, Chúa ban phước mọi sự. Nhưng chúng ta cũng nhìn qua một cái khía cạnh, đây là một người được ơn, được phước, được ban ơn, được Chúa chứng cho. Và trên thực tế thì ông đã nhận lãnh rất là nhiều ân phước của Chúa. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em là gì? Ông có gian khổ không? Một người được ơn trước mặt Chúa có gian khổ không? Cho tới bây giờ thì chắc có lẽ là quý ông bà anh chị em theo tôi nhiều cái bài học rồi, chúng ta biết ông quá khổ đi.
khổ hơn bình thường, khổ hơn chúng ta. Như vậy chúng thấy một người được ơn trong một Chúa không ngoại trừ sự gian khổ, đúng không ạ? À? Từ nhỏ rồi đến khi bị ông Saul dí, rồi ông Absalom, ông côn, rồi đủ thứ hết. Và có bị hoạn nạn không? Đôi khi mình hiểu là một người được phước là không có hoạn nạn, không có phải David hoạn nạn lắm. Dạ đúng không ạ? À? David bị hoạn nạn rất nhiều. Trên tổng thể chúng ta nhìn một con người được Chúa ban phước rất lớn, nhưng thực sự ông đã trải qua rất nhiều hoạn nạn. Như vậy chúng ta cũng đừng có ngại vấn đề này ha, hoạn nạn gian khổ ở trong đường lối của Chúa. Rồi chúng ta tiếp tục là gì? Ông có vi phạm không? Một người được ơn trước mặt Chúa, được phước trước mặt Chúa, có vi phạm không? Quý bạn em thấy rõ ràng không? Chúng ta đang điểm sơ cái quá khứ của ông, trở về trước, từ đây trở về trước đó. Thì rõ ràng là David cũng vi phạm. Chúng ta đã nhắc đến ở lúc trước, đó là ông vi phạm tội tà dâm, thậm chí tội giết người, những cái tội rất là trọng, rất là lớn trước mặt Chúa. Nhưng vẫn là một người được ơn. Quý ông mạnh giam phải tự tin điều này. Dạ đúng không ạ? Đôi khi mình vi phạm, đôi khi mình vấp phạm, nhưng điều đó không làm mất đi cái ơn mà Chúa dành cho chúng ta. Và chúng ta thấy tiếp theo là gì? Vấn đề David là gì? Ông rất là tôn kính Chúa ở mọi trường hợp. Ngay cả trong vi phạm, trong sự yếu đuối của bản ngã đó, sau đó thì gì? Ông tiếp tục trung thành và ăn năn thật lòng. Như vậy chúng ta sẽ không mất được cái ơn phước của Chúa. Chúng ta vẫn cứ tiếp tục trung tín Chúa, tiếp tục tôn kính Ngài và ăn năn khi chúng ta vi phạm. Như vậy chúng ta nhìn cái tổng thể cho đến thời buổi này đó, cho đến giai đoạn này đó, thì David là người được ơn rất lớn. Và nhân đây tôi nhắc quý ông bà anh chị em là cái người được ơn trước mặt Chúa không có ngoại trừ gian khổ, không có ngoại trừ hoạn nạn, và cũng không có ngoại trừ đôi khi vi phạm, thậm chí là phạm tội. Nhưng gì? Vẫn giữ một lòng trung tín, vẫn giữ một lòng tôn kính Chúa và tiếp tục ăn năn khi phạm tội. Ăn năn từ bỏ, đúng không ạ? David từ bỏ rồi. Rồi, cảm ơn Chúa. Chúng ta nhìn sơ như vậy để chúng ta thấy là gì? Ông làm cái bài ca này, ông ca ngợi Chúa, tôn vinh Chúa. Vì sao tất cả cái ơn mà Chúa dành cho ông rất lớn, hay là nói là quá lớn. Rồi chúng ta tiếp tục đi theo cái tiến trình của cái bài ca, cái bài chúc tụng mà ông dâng lên cho Chúa đó. Thì ông nói đầu tiên Chúa là đấng giải cứu chứ không ai hết. Dạ đúng rồi, Chúa là đấng giải cứu, chính Chúa là đấng đem đến sự đắc thắng, sự giải cứu. Thậm chí không phải là từ ông luôn. Đúng vậy, như thế à? David được Chúa giải cứu và ông khẳng định điều này. Chúng ta sẽ nhìn lại ha. Vì ông nói đây là bằng kinh nghiệm chứ không phải là bằng lý thuyết, không phải là dùng chỉ có là văn tự cho nó hay. Ông nói là bằng kinh nghiệm, bằng từng trải. Chúng ta thấy thứ nhất, David cho rằng Chúa là hòn đá tôi. Có lẽ quý ông bà anh chị em học kinh thánh thì nghe rất nhiều về cái chữ hòn đá. Dạ đúng không? Cái danh từ hòn đá. Hòn đá này còn gọi là vần đá, là cái nơi che chở, cái nơi nương náu hay là cái nơi trú ẩn. Ví dụ như là trong một cơn mưa bão mà mình có một cái hốc đá đó, mình chui vô. Vì đá rất là cứng. Đúng không? Bão không có bay đi được, đá rất là nặng. Cho nên ông ví sánh Thiên Chúa như là cái vần đá, như là cái hòn đá để che chở, là cái nơi ông trú vào. À, chúng ta thấy điều này ở trong Thi Thiên 94:22, Đức Chúa Trời là hòn đá, tức là nơi nương náu mình. Đây là bài ca của David luôn, ông ví sánh như vậy. Và thưa quý mạch cho em, chúng ta sẽ bước theo từng cái kinh nghiệm của vua David. Chúng ta có thấy mình như vậy không? Và quý ông bà anh chị em và tôi bây giờ đó, chúng ta theo Chúa nhiều năm rồi đó, chúng ta có cái kinh nghiệm này không? Hay là chỉ có mình David kinh nghiệm thôi? Chúa là hòn đá để che chở mình. Và che chở mình nghĩa là gì? Là nơi mình nương thân, mình trú vào. Chứ thường là chúng ta trú ở chỗ khác. Quý ông bà anh chị em thấy không? Vừa rồi đại dịch đó, thì chúng ta trú ở đâu? Cái gì che chở mình? Có phải là vần đá không? Có phải là Chúa không?
rất là rõ ràng thôi. Đôi khi chúng ta học theo Chúa đó rất là lý thuyết, nhưng mà đụng thực tế là chúng ta không có nương náu mình nơi Chúa chứ hết. Quý anh bạn cho em thấy không? Cho nên đến với Chúa phải là thực tế, phải là bước đi như David đã từng bước đi. Thứ hai, ông nói gì? Chúa là đồn lũy. À, cái này mình nói một chút, ở trong chiến trận thì đồn lũy có lẽ là đâu đó quý ông bà anh chị em cũng đã nghe. Tức là cái lũy, cái lũy là cái pháo đài, là cái nơi mà họ bám trụ, họ nép mình vào đó để họ chiến đấu, đúng không? Cái đồn, cái lũy, lắp lũy để mà nấp vào đó để mà chiến đấu. Thì David ví sánh Thiên Chúa là đồn lũy, ông khẳng định luôn là đồn lũy của tôi. Tức là cái nơi tôi bám vào, cái nơi tôi trụ vào đó để mà đối đầu với kẻ thù. Chúng ta thấy Kinh Thánh ghi như thế này, Jeremy đoạn 16 câu 19. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là sức mạnh tôi, đồn lũy tôi. Dạ đúng không ạ? Cái đồn lũy là cái nơi mà người lính phải trú mình vào đó, bám trụ vào đó. Bỏ ra khỏi đồn là có thể là bị bắn, bị chết. Cho nên phải nương vào đó, phải bám trụ vào đó, không có bỏ đồn. Dạ đúng không ạ? Cho nên ở đây tinh thần David nói Chúa là đồn lũy tôi, có nghĩa là cái đồn vững chắc mà tôi không thể bỏ chạy ra ngoài. Quý ông bạn cho em thấy trong mọi chiến trận, đúng không ạ? Đối đầu với Saul, đối đầu với kẻ thù, đối đầu với bao nhiêu thứ khác, David đều bám trụ vào trong cái đồn này, đó là Thiên Chúa. Ông cầu xin Chúa ông hỏi từng ly từng tí, dạ đúng không? Để làm chi? Để ở trong đó, để mà biết đường, để mà đánh. À, cảm ơn Chúa, chúng ta thấy đây là kinh nghiệm của David và tôi ao ước rằng đây cũng là kinh nghiệm của quý ông bà chị em và tôi. À, khi chúng ta đối diện với một kẻ thù thì chúng ta bám vào đâu? Chúng ta có bám lấy Thiên Chúa không? Hay là đôi lúc chúng ta chỉ cầu nguyện hờ thôi? À, Chúa có ban cho, Chúa có giải phóng, còn không thì chúng ta bỏ chạy chỗ khác, bỏ qua cái đồn khác. Dạ đúng không? Cái đồn này thấy không được là bỏ qua đồn khác. Thế thì chúng ta thấy rõ ràng David khẳng định Thiên Chúa là đồn lũy tôi, nơi tôi bám vào đó để tôi chiến đấu. Và nếu bỏ ra ngoài là chết. Chúng ta phải có cái tinh thần đúng không? Giống như David vậy. Chúng ta thấy tiếp theo là gì? Chúa giải cứu tôi. Và ông khẳng định chính Chúa là đấng giải cứu, chứ không phải là vì cái gì khác hơn. Chúng ta thấy gì? Trong nguy khốn, trong cái những cái thế yếu. Chúng ta nhớ lại không ạ? David chỉ có 400 người, sau đó là 600 người. Nhưng mà Saul là tới 3.000 người. Chạy đi đâu không có cái thiết bị quân sự nào cả. Rất là thô sơ thôi. Và trốn từ núi này qua núi kia, hang này qua hang nọ. Một những người trong cái thế rất là yếu. Nhưng mà làm sao thắng được? Chỉ có Thiên Chúa. Đúng không ạ? Chúa là sự giúp đỡ tôi, đấng giải cứu tôi. Thi Thiên 70 câu 5. Đây cũng là chính lời David nói. Thực ra nếu mà Chúa không tra tay đó, tể trị đó, thì ông nghĩ rằng ông sẽ chết. Chắc ông sẽ chết. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa là đấng giải cứu. Và trong cái giải cứu này, quý ông bà anh chị em thấy từng cái bài học, từng cái câu chuyện, từng cái chiến trận. Và ông tin chắc chắn rằng đấng giải cứu là Thiên Chúa. À, chứ không phải là ông tài cán gì. Bây giờ chúng ta quay lại một cái chuyện đầu tiên. Khi mà ông David ông thắng ông Goliath đó, có phải là tài cán không? Hay là Thiên Chúa? Vậy đúng không? Vì nó quá trên lệch đi. Cái tương quan nó quá là trên lệch đi. Nhưng mà thật ra Chúa là đấng giải cứu. Chúa giúp cho ông có thể dùng tay của mình thắng Goliath. Với mình nhìn thấy không? Hoặc giả là trước đó Chúa cũng đã trang bị cho ông nhiều thứ để rồi ông có thể mạnh dạn đứng trước Goliath. Rõ ràng đó là sự giải cứu từ Thiên Chúa. Và ngày hôm nay quý ông bà anh chị em và tôi, nhiều lúc chúng ta thoát qua những cái bệnh tật, những cái cửa ải, những cái khó khăn, đôi khi chúng ta không nghĩ đó là Chúa giải cứu. Chúng ta nghĩ là tự nhiên, đúng không? Hay là ít đi nữa, đôi khi chúng ta nghĩ là tôi giỏi. Cái này rất là nguy hiểm trong bước đường theo Chúa. Nguy hiểm cực kỳ, bởi vì Chúa là đấng luôn bao dung để mà bảo vệ, che chở, ban sự đắc thắng cho mình. Mà đôi khi mình nghĩ đó là do mình. Đúng không? Cho nên quý ông bà anh chị em thấy có một trận đánh ở thời các quan xét. Chúa nói là đông quá. Đúng không? Hãy ít hơn nữa để người ta không có kiêu ngạo. Chúa rất là kỹ trong cách dạy dân sự. Tiếp theo quý ông bà anh chị em thấy gì? Chúa là cái thuẫn đỡ cho tôi. À, cái thuẫn đỡ.
tức là gì nữa? Che, cái thuẫn là dùng để che những cung tên của kẻ thù, gươm đao của kẻ thù. Tức là khi kẻ thù đánh đó, thì đưa cái thuẫn ra đỡ. Các bạn nhìn thấy không? Khi cung nó bắn tới đó, thì có cái thuẫn để đưa ra đỡ, để che thân. Và David kinh nghiệm một điều rất là lớn. Chúa là đấng đỡ cho mình. Các bạn nhìn thấy không? Chúa là đấng đỡ cho mình. Cái điều này thật là màu nhiệm, là bởi vì sao? Bởi vì rất nhiều cơ hội ông có thể bị chết. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa che chở. Quý ông bà anh chị em có thấy vậy không? Thật ra mình không có biết hết mọi cái chi tiết. Quý ông bà anh chị em không bao giờ biết hết mọi cái rủi ro trong cuộc đời của mình đâu. Mình bình an cho tới ngày hôm nay, mình nghĩ là mình ngon, nhưng thực sự có bàn tay che chở của Chúa. Ngài là cái thuẫn đỡ cho người nương cậy nơi Ngài, trong ngôn đoạn 30 câu 5. Chúng ta ở trong Chúa, chúng ta tin Chúa, bước đi theo Chúa, Chúa che chở. Quý ông bà anh chị em thấy không? Cho nên chúng ta không bao giờ chắc chắn được những cái rủi ro đến với cuộc đời của mình là chúng ta thoát qua được hết. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa là đấng âm thầm che chở. Và đây là cái kinh nghiệm của mình, thấy không? Chính David nói điều này. Ông nhiều lần suýt chết, đúng không? Nhưng mà cái thuẫn này là gì? Chúa, Chúa đã. Ma quỷ hay là kẻ thù không bao giờ ngưng tấn công mình đâu. Tôi nói với mình xem điều này. Đừng có tưởng là mình ngon lành, mình mạnh mẽ, mình đức tin lớn lắm, mình dễ ăn lắm. Chúa không che thì coi như xong. Chúa che chở, Chúa che chở. Cảm ơn Chúa. Và đây là kinh nghiệm của David. Chúng ta thấy nha. Chúa là cái sừng cứu rỗi. Thì tôi nhắc lại, cái sừng thì đôi khi nói đến đó là một vị vua hay là một cái sức mạnh, một cái năng lực, một cái năng quyền để giúp đỡ, để cứu rỗi. Ở đây thì chúng ta thấy là gì? Có sự giải cứu bằng chính năng quyền, bằng chính sức mạnh của Chúa. Quý mạnh cho em thấy không? Rất nhiều lần Chúa dùng quyền năng, Chúa dùng năng lực của Ngài, năng quyền của Ngài để cứu David và nhiều câu chuyện khác trong Kinh Thánh. Như vậy thì sự giải cứu đến từ cái quyền năng của Chúa, vì Chúa là đấng toàn năng mà. Ngài có quyền trên mọi sự, có quyền trên cả kẻ thù, trên cả ma quỷ nữa. Như vậy thì chúng ta thấy gì? Đức Giê-hô-va là đấng cứu ngươi, đấng chuộc ngươi, tức là đấng toàn năng của Gia-cốp trong Ê-sai đoạn 49 câu 26. Kinh Thánh khẳng định, tiên tri Ê-sai nói như thế. Chúa là đấng giải cứu, đấng cứu chuộc, là đấng toàn năng, tức là năng quyền. Thưa quý mạng cho em, chúng ta thấy David kinh nghiệm điều này. Những gì David nói đây là ông đã trải qua, và ông kết luận đây là một bài ca ngợi, và ông kết luận Thiên Chúa là đấng thiện lành như thế, năng quyền như thế. Chúa là cái tháp cao. Nếu trong Kinh Thánh quý ông bà tìm đến cái tháp thì thường là nghe nói rất nhiều về cái tháp Ba Bên, là cái nơi tội lỗi. Nhưng một chỗ, rất nhiều chỗ khác, Kinh Thánh có nói đến cái tháp, tức là cái nơi, cái thành trì cao, là cái pháo đài. Ở đây là cái căn cứ vững bền của cái người tin Chúa trước kẻ thù của họ. Ở trong Thi Thiên đoạn 61 câu 3, vì Chúa đã là nơi nương náu cho tôi, một tháp vững bền để tránh khỏi kẻ thù nghịch. Một cái tháp là một cái thành lũy đó, rất là cao, rất là kiên cố, rất là vững bền, là nơi đó để con dân Chúa nép vào để tránh kẻ thù. Thực ra kẻ thù chúng ta đôi lúc cần phải tránh, đúng không? Trường hợp đương đầu, trường hợp nép mình, vân vân. Và ở đây là nơi để tránh khỏi kẻ thù, đó là Thiên Chúa. Thì quý ông bà anh chị em thấy là đúng không ạ? Chúng ta nép mình vào Thiên Chúa. Như vậy đây là những gì mà David khẳng định sau tất cả những gì Chúa làm cho ông. Ngài là hòn đá, cái vần đá vững vàng để người tin Chúa chui vào đó ẩn nấp lúc mưa gió, đúng không ạ? Mưa sa bão táp của kẻ thù, của nan đề, của sự vất vả đời này, chúng ta nương ở trong vần đá của Chúa. Đồn lũy là nói đến sự chiến tranh, Ngài là cái pháo đài để chúng ta bám vào đó, trụ vào đó để mà chúng ta đánh kẻ thù. Ngài là đấng giải cứu, Ngài là cái thuẫn đỡ, Ngài là cái sừng cứu rỗi bằng năng quyền của Chúa, và cái tháp để chúng ta
được an ninh ở trong cái thành lũy của Ngài. Cho nên quý ông bà anh chị em thấy bao nhiêu điều ở đây là chúng ta thấy David đã quá kinh nghiệm về Chúa rồi, hơn chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta ngày hôm nay theo Chúa như một cái thói quen, như là một cái lề lối, như một cái sự mặc định. Sáng Chủ nhật đi thờ phượng Chúa, về xong. Ai đó thì có thể đi tham dự các ban ngành và xong. Như vậy đến khi nào quý ông bà anh chị em mới rút ra được một cái kinh nghiệm như David thực tế trong cuộc đời của mình, vượt qua bệnh tật, vượt qua khó khăn, vượt qua kẻ thù? Hãy kinh nghiệm Chúa bằng từng cái việc rất nhỏ trong cuộc đời của mình. Chúa có hiện diện tất cả, do mình không nhận ra mà thôi. Rồi, thế thì chúng ta sẽ thấy được David là như vậy. Như vậy cuối cùng chúng ta thấy David nương dựa vào Chúa hoàn toàn. Vì là cái đấng thiện lành, cái đấng tối cao, cái đấng năng quyền như thế, ông nương dựa vào hoàn toàn. Ở đây chúng ta sẽ nói một cái khía cạnh quý mình cho em thấy là gì? David là người rất giỏi. Ông giỏi cả về chiến sự, cả về sự khôn ngoan. Rất là giỏi, là đánh đâu thắng đó, đúng không ạ? Rất là kinh nghiệm nữa cơ. Nhưng mà gì? Ông dựa hoàn toàn vào nơi Chúa, không có ỷ vào cái tài riêng của mình. Và điều này chúng ta cũng lấy làm một cái bài học cho cuộc đời của mình. Rất nhiều người ban đầu phục vụ Chúa rất là được ơn, Chúa ban ơn cho phục vụ Chúa rất là kết quả. Nhưng sau những thành công rồi đó, bắt đầu kiêu ngạo, bắt đầu dựa vào mình chứ không dựa vào Chúa nữa. Dựa vào tài cán của mình, những cái kinh nghiệm của mình. Và cứ như thế bước đi, cuối cùng không thấy Chúa đâu hết. Từ đó ma quỷ sẽ dắt cái người đó đi con đường sai lạc và trở nên một người chống lại Chúa. Cái này là thực tế quý ông bà anh chị em ha. Chúng ta để ý ở trong cộng đồng Cơ Đốc có những người như vậy. Rồi, tiếp theo chúng ta thấy là gì? Các cái nỗi gian truân mà David trải qua, chúng ta điểm vài điều để quý ông bà anh chị em thấy. Thứ nhất là gì? Sự chết cận kề và sự chết vây hãm. David nói gì? Chỉ còn một bước nữa, cách tôi một bước nữa là sự chết mà thôi. Có nghĩa là chỉ cần bước thêm một bước nữa là chết. Nó cận kề đến như vậy đó. Có một ngày kia ta sẽ chết bởi tay Saul. Trước đó với mình thấy không? Ông suýt chết nhiều lần. Và cái điều mà ám ảnh loài người nhất đó là sự chết. Khiến cho loài người sợ nhất đó là chết. Đúng không ạ? Bây giờ nói đến chết ai cũng sợ hết. Cho dù là giang hồ khét tiếng gì đó, nhưng mà khi bị tuyên án tử hình là bắt đầu đứng không nổi liền. Lúc đó đâu có khét tiếng gì nữa. Như vậy thì sự chết là cái điều khiến cho loài người e sợ, run sợ. Và quý ông bà anh chị em thấy cái điều này nó vây hãm và nó cận kề với ông David. Ủa mà ông David là người được ơn Chúa mà. Là người Chúa chọn, Chúa sức giàu, Chúa ban phước, Chúa hứa nhiều thứ mà. Mà tại sao sự chết nó cận kề đến như vậy? Quý anh em thấy không? Ủa bao nhiêu lời Chúa hứa ở đâu mà để cho cái sự chết nó cận kề như vậy? Cho nên nếu không khéo, quý ông bạn chị mà tôi rơi vào trường hợp như David, chúng ta sẽ trách Chúa liền. Con là con của Chúa mà sao bệnh nặng dữ vậy? Đúng không? Con là con của Chúa mà sao mà nó ở trong cái trường hợp nguy khốn dữ vậy? Chúa để cho David không khỏi trường hợp này, quý ông bạn chị em thấy ông trải qua cái điều này. Và tôi nhắc lại, David là một người được Chúa cất lên rất cao trong một trong những vị vua mà lỗi lạc nhất của Israel. Và để được điều đó thì ông trải qua những điều như thế này đây. Có nghĩa là cận kề đến cái chết, vượt qua những cái mối nguy này. Và cho nên quý ông bạn chị em đừng có ngại về những cái vấn đề mà Chúa cho phép xảy ra. Như Gia Cơ nói đó ha. Đó là một cái bài để Chúa đem chúng ta đến một cái vị thế cao hơn nếu chúng ta vượt qua. Dạ đúng không ạ? Rồi, đây là cái điều mà rất là khó chứ không dễ đâu. Vì cái thử thách gì, cái gian khó gì chúng ta cũng có thể có vượt qua. Nhưng mà sự chết nó cận kề, đôi khi người ta bỏ Chúa đó. Đúng không ạ? Người ta đứng trước cái sống và cái chết, người ta bỏ Chúa đó. Chứ không đơn giản đâu. Khổ một chút thì chịu được, đau lưng đau bụng một chút thì chịu được, nhưng mà cái chết cận kề thì sao? Cái điều này chịu nổi không? Vượt qua được không? Và Chúa cho David
qua cái bài thử nghiệm này. Tiếp theo cái gì nữa? Sự gian ác bủa vây có nghĩa là nó không ngưng nghỉ. Và ông dùng là cái lục, lục tức là nước nó dâng lên đó. Gian ác mà nó như là nước lục vậy đó. Nó dâng lên, nó tràn về, nó chảy cuồn cuộn, nó phủ lấy David. Quý ông bà chị em đã từng đối diện với sự gian ác chưa? Chắc có đúng không ạ? Sự bất công, sự gian ác, kẻ thù, ít nhiều chúng ta phải đối diện. Nhưng mà đối diện đến độ là nó như nước lục thì có không? Quý ông bà chị em thấy không? Để Chúa dùng một người như David, để Chúa đưa David lên một cái vị thế cao hơn, thì quý ông bà chị em thấy học rất nhiều bài trong chương trình của Chúa. Học rất nhiều bài gian khổ. Chúng ta thấy còn cái gì nữa nè? Quyền lực tối tăm, rồi quyền lực của địa ngục đeo bám ông. Cái này là nói đến một cái gì đó nó sâu xa hơn tí xíu trong đời sống tâm linh. Chúng ta thấy Chúa sức giàu cho David chọn để làm vua. Sau điều đó là gì? Chúng ta thấy có nhiều điều mà không khỏi đó là bàn tay của quỷ Satan ở phía sau. Chúng ta thấy thú dữ nó muốn vồ ông. Goliath ra đối đầu với David. Saul dùng cái giáo có thể giết David 3 lần. Gọi là đóng đinh vào tường đó. Tiếp theo thì quân thù vây quanh. Và tiếp theo nữa, cái quyền lực tối tăm nó dùng một cái chiêu khác nữa, đó là cám dỗ về tội lỗi. Xém nữa là ông sụp đổ vì tội lỗi. Và sau đó là gì? Sự phản nghịch từ trong gia đình. Và David nói gì? Quyền lực của sự tối tăm của địa ngục đeo bám ông. Vì sao vậy? Vì ma quỷ nó biết chắc rằng David, dòng dõi của David sẽ đem sự cứu rỗi vào trong nhân loại. Cho nên nó cản từ lúc bắt đầu. Cho nên ông nói là quyền lực của sự tối tăm của địa ngục đeo bám ông. Chúng ta có từng trải được điều này không quý ông bà anh chị em? Dạ đúng không ạ? Chúng ta chưa từng trải được như David. Nhưng mà thật sự tôi cũng tin rằng quý ông bà anh chị em theo Chúa cũng có rất nhiều gian truân, rất nhiều sự khổ nhọc. Nhưng hãy tin rằng đó là những bài học chúng ta vượt qua để Chúa đem cho chúng ta vinh hiển càng cao hơn. Còn nếu chúng ta bỏ chạy thì coi như không được gì hết. David bỏ chạy thì xem như không được gì cả. Dạ đúng không ạ? David đương đầu, và không phải David đương đầu một mình, nhưng mà Chúa kề bên. Như vậy quý ông bà anh chị em thấy rõ ràng là gì? David thì nương cậy nơi Chúa, còn Chúa thì cứ bảo vệ David. David cứ nương cậy nơi Chúa, Chúa cứ bảo vệ David. Và như thế, từng khó khăn, từng nan đề, từng thử thách nó sẽ vượt qua. Chúng ta sợ, chúng ta thôi lui bởi vì chúng ta đối diện một mình. Quý ông bà anh chị em gặp một cái năng này khó khăn, chúng ta thấy khổ quá đúng không? Sẽ càng khổ khi mình không có cầu nguyện. Sẽ càng khổ khi mình không thấy Chúa đâu hết. Nhưng mà nếu quý ông bà anh chị em giống như David, cứ tôn kính Chúa, cứ trung tín, nhờ cậy Chúa, Chúa sẽ bảo vệ, Chúa sẽ dắt chúng ta qua. Và qua rồi Chúa ban chúng ta sự vinh hiển hơn. Chúng ta thấy đó là cái nguyên tắc mà Chúa đã dạy. Mà qua cuộc đời của David, đôi khi chúng ta không đủ trung tín để bám theo, không đủ kiên nhẫn, không đủ lòng trông cậy để bám theo mà thôi. Chứ Chúa sẵn bên mà. Dạ đúng không ạ? Cảm ơn Chúa chúng ta thấy điều này. Như vậy thì những gian truân này David trải qua, chứ không được gọi là tha bổng. Nhưng mà tạ ơn Chúa là Chúa đem lên David cao hơn nữa. Rồi, ở cái phần cuối của chương 22 này đó, thì David tôn vinh Chúa là đấng tể trị và đấng ban đắc thắng. Chỉ có Chúa là đấng tể trị và ban đắc thắng. Chúng ta sẽ thấy là gì? Chúa đoái xem và tể trị. Thực ra chúng ta thấy điều này trong David. Đôi khi chúng ta theo Chúa lơ là lắm quý ông bà anh chị em. Thứ nhất là gì? Cái lòng ông hướng về sự công bình. Dạ đúng không ạ? Tuân theo đường lối của Chúa. Ông luôn luôn giữ đi trong cái đường lối của Chúa. Rồi vâng theo lời của Chúa dạy. Chúng ta để ý nha. Vậy gì nữa? Giữ mình khỏi điều ác. Đây là cái điều mà quý mình thấy David liệt kê ra. Nhưng mà chúng ta hỏi tại sao ông phạm tội? Nếu ông làm như thế này tại sao ông phạm tội? Dạ đúng không ạ?
ông có phạm rồi. Vậy sao nói hướng theo sự công bình được, tuân theo lời Chúa được, vâng theo lời Chúa giữ khỏi điều ác được? Đây là cái cách hay là cái lối sống hay là cái quan điểm sống của David. Quý ông bà anh chị em thấy là Chúa nhìn vào tấm lòng của David sau khi ông ăn năn đó, ông ăn năn thật đó, ông bỏ hết mọi tội lỗi đó, thì cứ như thế tiếp tục Chúa ban ơn. Chúng ta nói là chúng ta theo Chúa, chúng ta làm theo lời Chúa. Đôi khi chúng ta phạm tội, chúng ta nói ô thôi rồi, tiêu hết rồi, đúng không? Phạm tội rồi, mất cả chì lẫn chài rồi, có phải vậy không? Chúng ta phải nhìn cho rõ cái cuộc đời của David. Như vậy vấn đề không phải là ông phạm một tội, hai tội, tội gì, nhưng cái vấn đề mà Chúa nhìn bao quát hơn, rộng hơn, đó là cái lối sống công bình của ông. Cho dù vấp ngã nhưng mà tiếp tục đứng dậy để đi trong đường lối công bình của Chúa, tuân theo lời Chúa tiếp tục, trung tín nhờ cậy Chúa tiếp tục. Chứ không phải phạm tội cái là thôi rồi, mất sự cứu rỗi rồi, không có đâu. Quý ông bà anh chị em thấy không ạ? Cho nên trên tổng thể thì ông vẫn là người hướng theo sự công bình mà sống. David vẫn là người tuân theo đường lối của Chúa, vẫn là người giữ lời của Chúa, vẫn là người giữ mình khỏi điều ác, cho dù trước đó ông đã phạm tội. Nhưng mà cái khuynh hướng sống, cái quan điểm sống của ông như vậy, Chúa ban phước. Chúng ta thấy rất rõ đúng không ạ? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là gì? Chúa vẫn ban ơn, vẫn gìn giữ, vẫn thương xót và giải cứu ông. Cho nên đôi khi chúng ta không có hiểu rõ cái vấn đề của Thiên Chúa đó. Chúng ta cứ nghĩ là mình phạm một tội là coi như là mất trắng hết. Điều quý ông bà anh chị em phạm một tội, hai tội, điều đó chúng ta biết. Nhưng vấn đề còn lại là chúng ta có tiếp tục đứng lên để bươn theo sự công bình không? Bươn theo Chúa không? Vâng giữ lời Chúa tiếp tục không? Ăn năn thật không? Thì Chúa sẽ nhìn cái điều đó mà Chúa tiếp tục ban ơn, gìn giữ, thương xót và giải cứu chúng ta. Chứ không phải phạm tội cái rồi là coi như tự mình coi mình là kẻ thù của Chúa muôn đời. Cái đó là mình thôi, chứ Chúa không có nghĩ vậy. Chúa vẫn ở bên để mà sẵn tha thứ, sẵn tiếp tục ban ơn, gìn giữ, thương xót và giải cứu. Như vậy quý ông bà anh chị em thấy là gì? Trên tổng thể như thế này đó, cái cách sống của như vậy đó, David tin rằng hoàn cảnh, mọi hoàn cảnh đều ở trong sự tệ trị của Chúa, và rõ ràng Chúa ban cho ông sự đắc thắng, sự thịnh vượng. Hay nói cách khác, Chúa là đấng đang tế trị mọi hoàn cảnh, tế trị trên cả những gì mà tấm lòng quý ông bà anh chị em đang suy nghĩ. Chúa biết rồi, Chúa biết liền. Ai thối lui Chúa biết, ai tiếp tục Chúa biết. Và Chúa đang chờ để ban ơn cho chúng ta khi chúng ta tiếp tục trung tín với Chúa. Thế thì chúng ta sẽ thấy là gì? Sau đó là gì? Chúa tiếp tục ban ơn lành để David thắng thắng và đắc thắng. Những câu còn lại, quý mạnh cho nghe David nói này, Ngài là cái đèn soi cho bước chân ông đi. Ngài là năng lực của ông, Ngài là sức mạnh ban trong sự mạnh mẽ, Ngài là cái đấng chỉ dẫn, Ngài là đấng chở che, bao phủ, rồi Ngài là đấng để trong đồn trú và ban sự đắc thắng. Chúng ta thấy không? Sau mọi sự, tiếp tục Chúa vẫn ban ơn mà thậm chí càng nhiều hơn nữa. Vấn đề là gì quý mạnh cho em? Vấn đề là gì? Chúng ta sẽ có một cái kết luận ở đây. Đó là gì? Ngay lành, đó là cái lối sống, cái hướng sống, cái định hướng sống phải ngay lành. Và tiếp theo là trông cậy, rồi trung tín, và sau đó là Chúa ban cho sự đắc thắng và chúng ta ngợi khen Chúa. À, theo cái mô hình này chúng ta thấy trong đời sống của David. Vậy đúng không ạ? Ngay lành, đó là lối sống của mình. Trông cậy, luôn luôn bám lấy Chúa. Cho dù có phạm tội đi nữa cũng đứng lên mà bám lấy Chúa mà sống. Và trung tín có nghĩa là trung tín với Chúa trong mọi hoàn cảnh, giàu khó khăn. Và phía sau là gì? Chúa sẽ ban cho chúng ta tiếp tục năng lực để đắc thắng. Và chúng ta sẽ có một cái đời sống ngợi khen Chúa. Và đấy là những gì mà David ngợi khen Chúa cho đến thời điểm này. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta sẽ có cái bài học cho mình đúng không ạ? Theo Chúa là cả một quá trình. Theo Chúa là cả cái quá trình lên xuống. Đôi khi có người thấy đó là khổ, đôi khi thấy người đó là ơn, có người thấy đó là ơn phước. Và ngay cả cho đến giờ này, quý ông bà anh chị em nhìn thấy David
sau tất cả ông là người được phước rất lớn. Cảm ơn Chúa, tôi ao ước rằng quý ông bà anh chị em và tôi chúng ta sẽ nhận lãnh cái ơn phước mà Chúa sẽ dành cho chính cuộc đời của mình, chính cái thái độ sống của mình, chính cái lòng trung kiên của mình, nhờ cậy của mình. Xin giúp đỡ chúng ta bài học này để chúng ta bước đi theo Chúa một cách vững vàng. Chúng ta sẽ cầu nguyện để kết thúc bài. Cảm ơn Chúa một lần nữa Ngài cho chúng con có lời của Chúa, và đặc biệt qua những gì mà David đã trình bày, đã ca ngợi, ngợi khen Chúa, xin giúp đỡ để chúng con cũng có một bài ca giống như vậy cho chính cuộc đời của mình. Chúa ban phước cho thảy quý ông bà anh chị em, chính mình con để bước đi theo Chúa một cách vững vàng. Con dâng hết thảy trong sự tế trị ban ơn của Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý ông bà anh chị em. Chúng ta sẽ gặp lại ở bài kế tiếp.